Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu học nghề gắn với giải quyết việc làm, thời gian qua, các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai theo hướng xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, tri thức và giàu kinh nghiệm. Từ cái lý thuyết mà chúng ta đã học, bây giờ mình đi ra thực tế ngoài mình thấy rõ ràng này. Nó là đang là một thân, nhưng bây giờ nó lên tới đây thì hiện giờ nó là 1, 2, 3, 4, bây giờ nó lên tới 4 cốt. Như vậy là nó không phải là một thân thì đúng, nhưng mà không phải một cốt. Nói chung là chúng ta phải làm sao để thứ nhất là cải tạo lại bộ tàng. Thứ hai là đưa nó về cái khuôn khổ của cái cây là một thân, một cốt, một ngọn. Trong nghề kiểng thì quý vị biết là nó có hàng ngàn tình huống lận. Tôi không thể nào tôi truyền đạt hết, nhưng tôi cố gắng tôi đi tìm thật nhiều các cái tình huống để tôi giải thích cắt nghĩa và tôi đưa ra cái hướng xử lý thôi. Một buổi thực hành tạo tàng, chỉnh sửa đế rễ diễn ra sinh động, trực quan dưới sự hướng dẫn của giáo viên là nghệ nhân nhiều năm trong nghề. Cùng với các lớp đào tạo nghề nông thôn khác, lớp kỹ thuật trồng cây kiểng này giúp nông dân vừa tiếp cận kiến thức, vừa xử lý tình huống thực tế nhằm tăng hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập. Bước đầu thì nông dân cũng như hội viên nông dân á, thì còn ngán ngại là không biết là mà học cái lớp nghề nông thôn thì cái kiến thức sao, thì sau khi mà tham gia học rồi á, thì nói chung thì bà con nông dân cũng như hội viên nông dân thì cũng rất phấn khởi, là theo học cũng rất đông, cũng như là chú tâm để nghe giáo viên truyền đạt những kiến thức để về áp dụng sau này. Cách đây 7 năm, sau khi tham gia lớp học ngắn hạn miễn phí về trồng cây kiểng do trường Cao đẳng Long An phối hợp địa phương tổ chức, chỉ trên diện tích khoảng 1.000 mét vuông đất, vài chục cây mai của ông Trần Văn Rết cho thu nhập hơn 400 triệu đồng. Từ kiến thức đã học và kinh nghiệm đúc kết được, ông chọn chăm cây theo dáng, thế và để nguyên thủy chứ không ghép. Từ hồi mà học tới giờ thì tôi, khi giấc tối này tôi giờ thức dậy là tôi đi gõ vòng vậy đó, đam mê dữ lắm. Mà cũng nhờ cái trường dạy nghề mà mình đã có được một cái đam mê với cái nghề nữa, và tôi cũng có bằng chứng chỉ. Theo giờ tôi đi làm là làm được đấy, đi làm mướn cho người ta đấy, nhưng mà lớn tuổi rồi không có đi làm được, nhiều người kêu lắm mà không có đi làm, chủ yếu là làm cho nhà. Hàng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng mới, chỉnh sửa bổ sung chương trình, giáo trình, đào tạo, phù hợp nhu cầu người học. Trong đó chú trọng những ngành nghề có thế mạnh, truyền thống của địa phương, từng bước đào tạo, hỗ trợ nông dân chuyển tư duy, kỹ năng từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp.